也是个只可以走。
做梦，当
lù nhựa nhia còn bao tư lo chế nhỏ tia nó ư cho mong chi 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 cho cô chỉ tao ngủ qua có tu mê tia chê chỉ tao còn luôn bề nhẹ gì nhớ trâu tiền nó trong cho cơ cơ ya ta lo yo chi ti cho chi ha ya chong du yo chi ha con cho cơ cơ nhọn trong cho chi bao yo kia lên từ lý tư cho tua cha có chỉ cho lo cha khó chờ lo hao còn nó ta có chỉ hơi cô khâu chờ vì qua trâu cuốn cho gió ye mo ku shi ya len ka ya yo to jo lo cha ku len tu tia yo to hai te yo lu yo shi cho ku yo lu ku mu ta tia ja nu no ko ho ku下某一夕
个月如母一时早给路路路我走过过我是过家路找求故事母一时路一时古浪漠面高漠古漠内容长得无浪结冰高柔压得错口错洒我将高落古漠家之门之阿哥都路梦都哥路遥压他跑路都莫把娘母爹一家拉路压出擦开街来擦身擦掉骨楼铁哥金人我路内不被高照压到擦身擦你路内擦骨楼甘露大吉压莫独生高度不梦只参加了上路下落路高进根谁梦之手不我捏紧高度不梦只参加了
上路上老路高进人谁梦之手渡我年纪孤独路，莫孤论悲论的歌目，莫孤冬且不吹歌孤，铁军要歌，铁歌军要。铁拳莫一度能力固，铁骨要度为路过死，铁骨马口做记录，高我一些托着古墓。包你我更高度路这是他我一样都顾走过木作都得也自黑着落座海洋的雨
sẽ suy lớn lừa chỉ suy chế ly cơ thiệt cũ lừa và lừa nên cả suy lớn chỉ trong đủ dòng ly cơ chỉ sợ tôi là sư lừa tê mà tia chỉ lừa tia lì mù đã chỉ và kiên dân gì chỉ rong lì ư nhẹ mù lúa ta chê những tu sĩ ô à môn hồ ư rộng lên đã thiê có thiê cô ư rộng lên nó xê giờ đi đồ tư bù nó thua kia ê có giúp qua lời nhòa rong xì ê có giúp trao nó giúp tin trí bao tiền đủ tư do chỉ mua cũ ê rong dành giúp cha con đủ tia xin nung nó thở cả lô cù cả mù ta nụ cù ta gió xia cả yô hà ua cha lô mà cả lìa
thanh niên tham gia như chương trình giao lưu văn nghệ, giải bóng đá, ngày hội của trại thanh niên, các diễn đàn, tòa đàm, các buổi sinh hoạt truyền thống, cách mạng, qua đó vừa rèn luyện kỹ năng bảo tồn truyền thống, truyền thống yêu nước, vừa nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe cho đoàn viên thanh niên. Các hoạt động đều được tổ chức với hình thức quy mô phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh COVID-19 trong thời điểm. Tổ chức các hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về tác hại của bia rượu, thuốc lá, ma túy và các chất kích thích khác, các chương trình giáo dục sức khỏe sinh sản phòng chống HIV/AIDS, chính sách dân số thông qua các hoạt động đã góp phần giúp đoàn viên thanh niên nhận sang các tiền nạn xã hội, đồng thời thu hút và tập hợp đông đảo các đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào hoạt động của đoàn. Bên cạnh những mặt đạt được, chúng ta cũng phải kể đến những hạn chế. Trình độ kỹ năng lực tổ chức các hoạt động phong trào của một số bí thư chi đoàn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Nội dung chương trình đồng hành với thanh niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần chưa thực sự phong phú, đa dạng, hình thức tổ chức chưa thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Là một đoàn viên, tôi sẽ ngành ra đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả chương trình đồng hành với thanh niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần như sau. Thứ nhất, cần tăng cường công tác tuyên truyền các lớp đào tạo kỹ năng sống cho đoàn viên thanh niên, giúp họ nhận thức đúng đắn về sự cần thiết và rèn luyện kỹ năng sống, luyện tập thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe. Trên cơ sở đó, khuyến khích đoàn viên thanh niên tự rèn luyện, sắp xếp thời gian khoa học để tham gia các hoạt động và cổ vũ các quyền, sắp xếp thời gian khoa học để tham gia các hoạt động và cổ vũ phong trào văn hóa văn nghệ thể dục thể thao do các lớp phát động. Thứ hai, trong quá trình xây dựng kế hoạch hoạt động của các chi đoàn hàng năm, cần tập trung vào các hoạt động mang tính sáng tạo, tính tập thể cao, nhằm mục đích thu hút được nhiều đoàn viên tham gia hội, tạo ra sân chơi để có thể tập hợp đông đảo đoàn viên thanh niên, nhằm cung cấp các tri thức về những kỹ năng tìm kiếm và phát triển những tổ chức cực tiêu biểu, từ đó đào tạo những tuyên truyền viên để nhân rộng phổ biến kỹ năng cho đoàn viên thanh niên. Thưa quý vị đại biểu, thưa toàn thể đại hội, trên đây là báo cáo tham luận giải pháp nâng cao hiệu quả chương trình đồng hành với thanh niên trong rèn luyện và phát triển kỹ năng nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần. Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu khách quý và toàn thể đại hội sức khỏe, hạnh phúc, chúc đại hội thành công tốt đẹp. Xin trân trọng cảm ơn. Xin chân thành cảm ơn đồng chí Lò Văn Thi, đoàn viên mặt trận.